Term 17, Cost Approach. The cost approach is a real estate appraisal method that estimates a property's market value by considering the cost to replace or reconstruct it, minus the accumulated depreciation. It's based on the idea that a rational buyer wouldn't pay more for a property than it would cost to acquire a similar one from scratch. Thuật ngữ số 17, phương pháp tiếp cận chi phí. Phương pháp tiếp cận chi phí là một phương pháp thẩm định bất động sản ước tính giá trị thị trường của tài sản bằng cách xem xét chi phí để thay thế hoặc xây dựng lại nó, trừ đi khấu hao tích lũy. Nó dựa trên giả định rằng một người mua có hiểu biết sẽ không trả nhiều tiền hơn cho một bất động sản so với giá để mua một bất động sản mới tương tự.